Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Marx Lenin bị kết án tù. Ngày 27 tháng 9, VOA Tiếng Việt loan tình, Việt Nam tuyên án 8 năm tù đối với người kêu gọi từ bỏ học thuyết Marx Lenin. Theo đó, một tòa án ở tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án 8 năm tù đối với ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, bị ghép vào tội tuyên truyền chống nhà nước do đăng tải các bài viết trên Facebook kêu gọi chính quyền Việt Nam từ bỏ học thuyết Marx-Lênin mà Đảng Cộng sản cầm quyền đã theo đuổi hơn 90 năm qua. VOA dẫn tường thuật của báo chí trong nước cho biết, hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 9 đã tuyên phạt án tù trên đối với ông Khánh, cáo buộc ông tạo, đăng 126 bài viết và một video clip trên Facebook chỉ trích các chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam về chính trị, kinh tế và xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. Đồng thời, theo báo chí nhà nước, ông cũng xuyên tạc lịch sử dân tộc, phỉ bán và lăng mạ các nhà lãnh đạo, vu khống các quan chức cấp cao của đảng, cũng như phát tán thông tin sai sự thật. VOA dẫn trang an ninh TV của Bộ Công an cho hay, với tài khoản trên Facebook mang tên Hoàng Dũng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023, ông Khánh bị cho là đã tham gia các hội nhóm kính kêu gọi từ bỏ học thuyết Mark Lenin, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài khoản Facebook của ông Khánh, người bị bắt hồi tháng 2 năm 2024, thu hút hơn 45.000 người đăng ký và theo dõi, cáo trạng cho biết. VOA nhắc lại, chủ nghĩa Mark Lenin được Liên Xô áp dụng để diễn dịch và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ đầu những năm 1920, tiếp đến được thực thi ở các nước Đông Âu và lan sang các nước như Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. VOA cho biết, dù học thuyết này bị một số quốc gia phương Tây chỉ trích, là mô hình để các nhà lãnh đạo Cộng sản thể hiện tính độc tài, chuyên quyền và toàn trị. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi nó từ lúc thành lập vào năm 1930 đến nay. Và đây là hình ông Hoàng Việt Khánh tại phiên tòa. Chính quyền Việt Nam do đảng Cộng sản cai trị thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và không dung thứ những tiếng nói chỉ trích đảng cầm quyền hay các nhà lãnh đạo của đảng. VOA cũng cho biết ngày 10 tháng 9, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt 6 năm tù đối với ông Hoàng Tùng Thiện, 46 tuổi, sau khi ông lập các trang web bị xem là nhằm tuyên truyền đa nguyên đa đảng và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam. Theo VOA, truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho rằng, từ tháng 10 năm 2023, ông Hoàng Tùng Thiện sử dụng hai trang web là ước mơ Việt.net và đảng đoàn.org để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên chính trị đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động tham gia hội nhóm của ông. Trước đó, từ tháng 4 năm 2023, ông Thiện đã đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên đa đảng, nói xấu đảng, chế độ chính trị, xuyên tạc về các lãnh đạo đảng, nhà nước. Và đây là hình ông Hoàng Tùng Thiện. VOA trích dẫn bài viết Điều gì xảy ra nếu tôi bị bắt, đăng trên Facebook của ông Thiện vào tháng 1 năm 2024. Đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm đa đảng là một chủ trương quan trọng số một quốc gia nếu tôi bị bắt, ít nhất đến thời điểm này, chưa ai có đủ khả năng triển khai đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm lật đổ Cộng sản và xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam. VOA cho biết thêm, cũng như ông Khánh, ông Thiện bị án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Vẫn theo VOA, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các quốc gia phương Tây và cả các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần khuyến nghị chính quyền Việt Nam bãi bỏ điều luật 117 cùng với các điều luật khác của Việt Nam về an ninh quốc gia và cho rằng chúng được sử dụng rộng rãi để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ khuyến nghị này, biện hộ rằng chúng được xây dựng hoàn toàn hợp hiến và phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Mark Lenin bị kết án tục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thạch Báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những kết quả và kỳ vọng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngày 26 tháng 9, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trần với tựa đề Tô Lâm qua Mỹ, thành tựu và kỳ vọng từ các phía. Tác giả cho biết, cả dư luận Việt Nam và quốc tế đều mong chờ những sự kiện nổi bật liên quan đến chuyến công tác của ông Tô Lâm tới Mỹ. Trong chuyến công du này, các hoạt động của ông Tô Lâm tại Liên Hiệp Quốc và trên đất Mỹ cùng các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Biden và giới doanh nghiệp Mỹ tất cả không chỉ là nghi thức ngoại giao thông thường. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả đặt vấn đề, Hàng năm, hàng chục nguyên thủ quốc gia đến Mỹ dự họp Liên hiệp quốc đều có cuộc gặp với tổng thống Mỹ, không riêng chủ tịch nước Việt Nam. Vậy tại sao phái đoàn của ông Tô Lâm lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và báo chí? Theo tác giả, phát biểu trước Liên hiệp quốc ngày 24 tháng 9, tổng thống Mỹ nói rằng về những bất ổn trên thế giới, gồm cả chiến tranh Việt Nam, từ khi ông bắt đầu sự nghiệp thượng nghị sĩ vào năm 1972, Ông Biden đề cập đến sự hàn gắn giữa hai cựu thù để trở thành những đối tác chiến lược tin cậy lẫn nhau trong bối cảnh có các cuộc xung đột lớn đang diễn ra trên thế giới. Ông nhắc tới các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza hay Sudan và nguy cơ xung đột lớn ở Biển Đông. Tác giả dẫn một hãng tin quốc tế cho hay, Tổng thống Joe Biden đã gặp Tổng bí thư Tô Lâm bên lề phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày 25 tháng 9 và đây là hình cuộc gặp giữa ông biden và ông tô lâm ở new york trước đó vẫn theo tác giả ông tô lâm đã gặp đại diện của các công ty hoa kỳ tại new york bao gồm medda công ty đã cam kết mở rộng đầu tư vào việt nam ông cũng đề nghị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ nỗ lực của hà nội nhằm yêu cầu washington xóa tên hà nội khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ các hạn chế thương mại khác đồng thời tạo điều kiện để hoa kỳ và việt nam hợp tác về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Trong khi đó, tác giả cho hay, Tổng thống Biden nhắc lại, kể từ khi nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, hai nước đã đầu tư vào chất bán dẫn và chuỗi cung ứng, đồng thời đã khởi động hợp tác chưa từng có về an ninh mạng. Ông cũng cho biết, Hoa Kỳ và Việt Nam nhất trí trong các cam kết về tự do hàng hải và pháp quyền, ám chỉ đến các tranh chấp hàng hải trong khu vực với Trung Quốc. Tác giả nhận định, các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận với giới doanh nghiệp dường như đã thành công hơn. Cuộc nói chuyện của ông Tô Lâm tại Đại học Colombia. Trong buổi đối thoại này, ông Tô Lâm đã né tránh các câu hỏi tế nhị về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc, hay làm cách nào để đối phó với sự cạnh tranh Mỹ-Trung. Dù sao, tác giả đánh giá chuyến công du Tây bán cầu này của ông Tô Lâm có thể gợi mở đường hướng mới trong chính trị đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Colombia ngày 23 tháng 9 phía Hoa Kỳ muốn thăm dò quan điểm của ông Tô Lâm đối với các vấn đề nhân quyền, kinh tế và an ninh khu vực. Ngược lại, phía Việt Nam muốn tìm hiểu xem người đứng đầu tương lai của Tàu Bạch Ốc rồi đây sẽ có chiến lược như thế nào đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Tác giả kết luận, sau chuyến công tác của ông Tô Lâm, quan hệ song phương Việt-Mỹ có thể có thêm đà mới. Dù có phản ứng trái chiều và kết quả cụ thể vẫn còn ở phía trước, Tuy nhiên, tác giả dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng, sự kiện này không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ chính thức, mà sau đó cả hai phía cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Những diễn tiến tiếp theo cũng cần thời gian để kiểm chứng tầm quan trọng thực sự của chuyến công du này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những kết quả và kỳ vọng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng của tổng Bí thư Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.